xin mời các bạn cùng tìm hiểu thì quá khứ tiếp diễn với My Past nhé. Trong bài học này, xin mời các bạn cùng tìm hiểu cách dùng, công thức, dấu hiệu nhận biết và thực hành qua các ví dụ nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu xem thì quá khứ tiếp diễn được dùng trong những trường hợp nào thông qua việc tìm hiểu cách dùng của thì động từ này nhé. Cách dùng thứ nhất, diễn tả hành động đã đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ, She was baking a cake for her grandmother at 3 p.m. yesterday. Cô ấy đang nướng bánh cho bà của cô ấy lúc 3 giờ chiều hôm qua. Trong ví dụ này, nếu chỉ có yesterday thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn, nhưng ở đây lại có thời gian cụ thể là 3 giờ chiều nên chúng ta sẽ cần dùng thì quá khứ tiếp diễn. Cách dùng thứ hai, diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có hành động ngắn khác xen vào. Ví dụ, My family were having dinner yesterday when the light went out. Gia đình tôi đang ăn tối hôm qua thì đèn tắt. Trong ví dụ này, hành động gia đình tôi đang ăn tối là thời gian cụ thể, xảy ra dài hơn nên ta chia thì quá khứ tiếp diễn. Còn hành động đèn tắt xảy ra ngắn hơn, xen vào giữa nên ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Cách dùng thứ ba, diễn tả hai hành động dài song song đồng thời xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, Yesterday, I was cooking while my brother was tidying his room. Hôm qua, tôi đang nấu ăn trong khi anh trai tôi dọn dẹp phòng của anh ấy. Trong ví dụ này, cả hai hành động tôi nấu ăn và anh trai tôi dọn phòng đều đang xảy ra song song nên ta cần chia cả hai đều là thì quá khứ tiếp diễn. Cách dùng cuối cùng, đây là cách dùng mà ít bạn để ý. Diễn đạt hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ, gây ra sự khó chịu, phàn nàn và thường dùng với always. Ví dụ, When she was a baby, she was always crying. Khi cô ấy còn là em bé, cô ấy luôn khóc. Ở ví dụ này, việc hồi bé hay khóc là hành động lặp đi lặp lại gây ra sự khó chịu, nên ta sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Tóm lại đó là 4 cách dùng cơ bản nhất của thì quá khứ tiếp diễn mà chúng ta cần ghi nhớ. Hiểu được khi nào cần dùng thì quá khứ tiếp diễn thì giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu công thức nhé. Cũng going như thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta cũng cần có to be cộng với động từ thêm doing. Các bạn hãy ghi nhớ các công thức có trên màn hình nhé. Vậy khi làm bài, không chỉ dựa vào ngữ cảnh mà chúng ta còn có thể căn cứ vào dấu hiệu nhận biết để tìm ra thì quá khứ tiếp diễn. Và đây là các dấu hiệu mà nếu thấy xuất hiện trong câu, các bạn hãy nghĩ tới thì quá khứ tiếp diễn nhé. Thứ nhất là khi thấy giới từ at cộng với giờ chính xác và thời gian quá khứ. Ví dụ như At 6 a.m. yesterday, at 9 p.m. last week, at this time last month. Ngoài ra khi trong câu mà có hai hành động trở lên, chúng ta có thể căn cứ vào chữ when và why để suy tính. Nếu mệnh đề đứng sau chữ when thì ta chia động từ có trong mệnh đề đó là thì quá khứ đơn, còn nếu mệnh đề sau chữ why thì ta chia động từ quá khứ tiếp diễn trong mệnh đề đó. Hãy cùng xem ví dụ sau đây. Chúng ta thử cùng nhau áp dụng công thức trong các ví dụ sau nhé. Ở thể khẳng định ta có ví dụ. She was watching TV when he visited. Cô ấy đang xem TV thì anh ấy tới thăm. Ở đây hành động đang xem TV xảy ra dài hơn nên ta chia quá khứ tiếp diễn và việc anh ấy tới thăm xảy ra ngắn hơn nên ta chia quá khứ đơn. Ở thể phủ định ta có ví dụ sau. She wasn't watching TV when he visited. Cô ấy đang không xem TV thì anh ấy tới thăm. Trong câu này, ta dùng thể phủ định và ở thể phủ định ta sẽ thêm not ở sau trợ động từ to be. Trong ví dụ này thay vì viết đầy đủ là was not ta đã viết tắt là wasn't. Ở câu hỏi cũng vậy, ta sẽ coi động từ to be chính là trợ động từ nên cho dù là ở câu hỏi có từ để hỏi hay câu hỏi, không có từ để hỏi thì ta cũng chỉ cần đảo to be ở thì quá khứ lên trước chủ ngữ mà thôi. Vậy là ta đã cùng học xong thì quá khứ tiếp diễn rồi đó. Cũng không quá khó phải không nào? Cái khó ở đây là ta cần biết phân biệt với thì quá khứ đơn. Hãy nghe lại bài giảng nếu bạn chưa hiểu ngay và cố gắng làm bài luyện tập nhiều để hiểu hơn nhé. Nếu có câu chỗ nào không rõ, hãy liên hệ với MyPass để nhận được sự hỗ trợ nhé. Chúc các bạn áp dụng lý thuyết vào bài tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo của MyPass nhé.